it up. Vẫn bắt đầu bắn và Panda dựng tường băng ra. Panda muốn xới vào Rengar cầm cho mình lưu đạn. Vị trí Kim Chon đứng phía bên này. Kim Chon tấn công vào bóng, Kim Chon tấn công vào gao, Kim Chon tấn công vào tất cả mọi người. Anh ta nhìn thấy và chắc chắn một điều đây sẽ là ngôi nhà dành cho các thành viên của I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars. Ngay lúc này xin được chào mừng tất cả các bạn đã đến với vòng chung kết của đấu trường sinh tồn mùa đông năm 2020. Với cái top 1 của bán đấu thứ 5 như thế này sẽ mở ra cơ hội cho Huy trở lại với chúng tôi. Và Mạnh đã giơ tay lên rồi cho fan của Huy ơi. Đó là một cái top 1 tốt dành cho Huy, đặc biệt là cải thiện vị trí của họ trên bảng xếp hạng. Và tôi nhớ rằng mục tiêu của họ cái sân chơi này là của mình rồi bạn ơi. Đây 150 máu nào, con ra ông ngoài nữa, ông ngoài bom ơi, đứng nhảy đi anh em ơi, kéo tổ này ha, đục hết kéo cho anh lâu bộ đâu kéo anh, phải kéo cho anh nghe, nhiều kéo ăn viên máu nhiều đi. Ê, không một đâu ơi Ở dưới nào á? Nếu tao cũng không biết nữa. Ở dưới. Ê, 142 máu, dưới đây này, 142 máu. Đây. Tao chém dao chết mày luôn. Bao gồm nhiều cá nhân nổi bật của từng team về chung một nhà và đã thi đấu hai mùa đấu trường sinh tồn. Không ai nhớ kẻ về gì cả. Một là vô địch, hai là hết thời. Vòng chung kết mùa đông vừa qua là một thử thách giúp Heavy trưởng thành hơn trong tương lai. Để không trở thành kẻ về gì, dù đã vô địch, Heavy không được phép phải dừng lại bất kỳ phút giây nào cả. Sau chức vô địch thì người hâm mộ đặt kỳ vọng vào bọn mình rất là nhiều. Đồng thời các đội khác cũng tập luyện chăm chỉ hơn. Vô hình chung thì đang tạo áp lực lớn cho bọn mình. Khi bạn chưa là ai cả thì bạn sẽ rất dễ dàng trong mọi việc. Nhưng khi bạn đã trở thành một vị vua thì tất cả ngọn giáo, mũi gươm thì sẽ chỉ hướng của bạn. Để ngồi được vào vị trí không ai ngồi được thì bạn phải chịu đựng những thứ không ai chịu được. Các bạn đã thấy đó, để đổi được chiếc vương miện này thì đầu mình không hề thoải mái một chút nào. Nó rất nặng.
Mùa giải mùa đông kết thúc cũng chính là thời điểm mà các đội tuyển chạy đua cho mùa giải mùa xuân. Không ai được phép dừng lại nghỉ ngơi trong cuộc đua này. Và Heavy cũng như thế, sẽ không dừng lại. Tại giải FFCS, tụi mình chỉ đạt được top 6 trong cuộc. Tụi mình đã không thể đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Kết quả của giải đấu đó là một gáo nước lạnh nhắc nhở tụi mình không được ngủ quên trong chiến thắng. Sau khi kết thúc FFCS thì bọn mình biết được rằng còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021. Bản thân mình không muốn chờ đợi của Heavy, chỉ dọn dẹp cho một mùa. Mình không muốn chiếc vương miện vừa mới đội lên đã bị lấy xuống. Vì cuối đầu chiếc vương miện sẽ rơi đấy. Thế nên tụi mình phải cố gắng nhiều hơn nữa và không được dừng lại. Thì mùa này mùa mới, thấy kêu quan trọng lắm. Bây giờ anh em mình đổi khu, không nhảy cái bàn nữa nha, thành phố bắt lột. Kiếm kêu. Không, tao thấy được, tao thấy một. Chơi theo chiến thuật an toàn của mình, bắn ngay cái ba, nhảy những khu của mình đã từng nhảy. Mình có thể ăn kêu để bù đắp vô cái điểm này mà. Giao tranh ngon nhưng mà mày thấy có nhiều tem không? Mạnh cái nào giao tranh nhảy rồi sao? Không có điểm. Nhưng mà vấn đề đây á, mày không là một tuần không có 6 trận. Nếu mày được kêu một trận nhiều nhất mày sẽ được cộng một điểm ở chung kết. Thì thôi bây giờ mình lấy điểm đi, anh em mình xuống bắn đây hả? Bắn lên, chứ chung kết cũng có sao đâu. Nhưng mà cái tao muốn á là mình bắn thẳng cái vòng trên này nè, là vô thẳng chung kết luôn, không cần xuống lên xuống lại học làm gì chưa á. Và tụi mình đã sẵn sàng cho mùa giải mới đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021. Có đủ lượng máu hay không ở trong này thì Heavy bắt đầu quẩy rồi. Heavy đang quẩy cực kỳ mạnh mẽ. Bảnh có trong mình khẩu AWM và có đang có cho mình cả khẩu 182 bên nữa. Các thành viên Hatfield Squad cũng kẹt lại rồi. Vị trí của New Star set point cũng đã phải nằm xuống rồi. Câu chuyện giờ đây là của Hatfield cùng với Heavy. Nhưng lấy 4 đánh 2 thì đây là lợi thế quá lớn và một viên M79 và tất cả khép lại ván đấu đầu tiên thuộc với các thành viên của Heavy. 87 trong tay của Kim Chon đẩy vào đầu tiên. Và có một người đã phải nằm xuống rồi, đang vị trí của Clear. Liệu Kun người thay đổi được số phận hay không, một cân bốn hay chăng? Kun vẫn đang rất cố gắng trong công việc của mình. Kun hạ gục được một người nữa rồi, đó là vị trí của Phú Đại. Và Kun vẫn đang quẩy rất nhiệt tình ở khu vực này, liên tục là luồn lách. Nhưng Kim Chon đã tỏa sáng đúng thời điểm, và đó là Buya. Còn lại một người mà thôi, anh ta cầm cây cúng máu ạ. Sao rồi? Vi Văn Mạnh, VVM sẽ đối đầu với ba thành viên của Heavy. Bật Chrono, Kim Cho bình tĩnh hơn với hai quả Vector và có lẽ khoảng 1887 này không làm được gì rồi. Bây giờ Chrono đã hết, Kim Cho hoàn toàn có thời cơ, nhưng đó là Bảnh dành cho Bảnh. Vâng, Bảnh bắn M82B tầm xa. Nếu bạn đấy Bảnh không ăn thì hai cây Vector. Các bạn, anh thắng mục tiêu. Đúng rồi, đó.